trời gì đâu mà nó nắng gì nó lạnh kinh hồn lắm. Ngoài đi ao lịch mô bốn mươi lăm phút sau mình xong cá này phút chiên sả ớt muối sả ớt chiên này còn hòn này bốn mươi lăm phút mình cạo nhớt nó mình xả xong luôn ướp vô cá này xong rồi muối vô ướp vô đây tí muối với bột ngọt tiêu hành thon xong ướp xong rồi lại đâm vô cốc này kia xả nổi ướp vô rồi bắt đầu đổ nước vô xong bắt đầu đi nhíu xong rồi đổ cá vô đây mở lửa nhỏ xuống để nó sắt xuống là vừa đi chiên cá rồi. Khi 20 phút sau để chiên xong cá hoàn thành. Quên tìm tô canh bột ngon nước sợi mốc nấu canh luôn có canh tu hành cơ bản cá của mình 20 phút nữa sạch xuống và nghĩ bún là chấm là sống cơm được mỗi nhà nấu điều gì vô bọt xong mình thấy nó đỡ hơn nãy một tí, nãy nhìn thấy ghê quá hết bọt nó như này lừa tình cả ngày hôm qua có ngủ đúng không? Đêm 11 giờ đó vẫn chưa ngủ 11 giờ thì mới hẳn 12 giờ thì ngủ là món gì đây Hoàng Dung? Cà chua, quá một thương
mỗi chị cứ bông gói quá vậy, mỗi lần ăn phở á. Nếu như mình bỏ được bịch zip lock lại. Yên gì, yên chơi mà yên. Hoàng Dung về đây nấu đồ ăn nè, kia ghê. Xin rau. Mở hả? Thank you.